Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới về thời gian cách ly y tế tập trung, thời gian giãn cách đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Theo đó, sẽ chỉ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện như còn hơn kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh và có giấy chứng nhận tiêm chủng, hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp. Ngoài ra, những trường hợp trên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày thứ nhất, ngày thứ bảy tính từ ngày nhập cảnh.